Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chia sẻ cho quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ đến với cái dự án Thiên Lộc. Anh từ từ để đọc cho quý vị xem cái thông tin của dự án Thiên Lộc này. Dự án Thiên Lộc thì ở phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Đối với cái dự án Thiên Lộc ấy thì nó có tổng cái diện tích là 64 ha, mà độ xây dựng là 30%. Sản phẩm đất nền và đất liền kề, diện tích sản phẩm từ 87 cho đến 120 mét. Đó là một trong những cái dự án khu đô thị số 2 của phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Đối với những cái mảnh đất ở trong cái dự án Thiên Lộc mà ở cái dự án khu đô thị số 1 này thì chia sẻ cho quý vị thì mỗi một lô đất ở đây là đều là 100 mét. Và đường xá, vỉa hè, rồi thì đường điện là đều rất là ok, ngon hết rồi. Và dự án này đã được bán cách đây mấy năm rồi. Quý vị cũng có thể thấy được là một số nhà xây nhà rồi kìa. Đấy là đất đền bù, đất tái định cư. Đấy. Thế thì nhiều người hỏi là cái đất dự án Thiên Lộc này ấy, là có bìa chưa. Thì xin thưa với quý vị là với những cái lô đất mà được gọi là đền bù đất tái định cư ấy, thì là đã có bìa rồi. Mới cấp bìa năm ngoái. Và những cái lô đất của dự án thì là hiện tại bây giờ là vẫn đang chờ bìa. Và chúng tôi được biết rằng là khả năng rất là cao trong năm nay dự án Thiên Lộc này sẽ có đầy đủ bìa. Bởi vì cái tỷ lệ cao đến 80-90% là cái tỷ lệ có bìa của năm nay. Bởi vì đang có một cái kế hoạch của thành phố Sông Công là bên cấp trên là chỉ đạo là sẽ phải cấp bìa toàn bộ tất cả các dự án của Sông Công. Thế cho nên là các cái dự án của Sông Công đợt này đang rất là gấp rút. Anh đi về này. Rất là gấp rút khi mà hoàn thiện nốt các cái thủ tục để cấp bìa. Thế cho nên là chắc hẳn là quý vị nếu đầu tư vào dự án của Thiên Lộc thì quý vị chắc chắn là cũng sẽ khá là yên tâm, đúng không ạ? Bởi vì mỗi một cái dự án ấy, khi chưa có bìa ấy, thì giá nó rẻ. Thế khi có bìa một cái là giá rất đắt. Tôi lấy ngay ví dụ như là cái nô tái định cư của Thiên Lộc này thôi. Cái lúc mà chưa cấp bìa ấy, thì cái năm ngoái nó rơi vào có 600-700. Đến lúc cấp bìa phát lên tỷ 3 tỷ 4 ngay. Mà kinh điển như vậy. Và đến bây giờ thì nó còn tỷ 6 tỷ 7 cơ chứ. Đấy là cái rất là thực tế. Tôi không đi vào trong nữa, nhưng mà tôi muốn là chia sẻ cho quý vị có một vài các cái lô đất mà có anh em người ta cũng nhờ bán ở cái khu dự án Thiên Lộc. Đấy, ở cái block 123. Còn ở bên này ấy, là khu dự án này là block 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho đến 12, 13 gì đấy. Thì đấy là ở khu bên này. Bên này thì cũng có rất nhiều các cái lô đất người ta giao bán. Thế nhưng mà chúng tôi không phải là những cái lô đất nào mà chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị được. Bởi vì chúng tôi cũng muốn là chia sẻ cho quý vị những cái lô nào mà chúng tôi biết thôi. Còn những cái lô nào mà chúng tôi không biết thì chúng tôi cũng không chia sẻ được. Cái con đường ở đoạn này ấy, thì chia sẻ cho quý vị là nó vẫn chưa được hoàn thiện 100%. Bởi vì nó vẫn còn mắc một hai nhà nữa mà người ta chưa giải tỏa được trên cái dự án Thiên Lộc. Thì đó là cái mà cái khuyết điểm của dự án Thiên Lộc là một số các cái nhà này là chưa giải tỏa được. Cho nên là cái khu vực này nó sẽ bị chậm về tiến độ thi công. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính vì những cái mắc mớ này cho nên là cái sổ sách nó mới chậm, đúng không ạ? Theo tôi đánh giá nó là như vậy. Và cũng đã rất nhiều các cái giá trị của các nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án Thiên Lộc thì không phải là chúng ta nhìn thấy là không có lời. Rất là nhiều người đầu tư vào đây đã thành công. Người ta mua những cái giai đoạn, nó có từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn nó chỉ có hơn 100 triệu một lô thôi. Sau đó thì nó lên tới 300 triệu, 400 triệu, nó cứ lên dần. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là hiện tại bây giờ những cái lô rẻ nhất bây giờ nó cũng sát xít 1 tỷ rồi. Nó hơn 900 triệu một lô đất nếu như tính đến những cái lô rẻ nhất. Đó,
đó là cái giá trị mà tất cả thị trường nó đều đẩy lên. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị lắm được. Đây là cái khu vực của dự án Thiên Lộc, nó ở cái block 1, block 2, block 3. Và chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là trên cái block 1, block 2, block 3 thì vẫn có các cái lô đất mà các nhà đầu tư người ta tiếp tục lại ra hàng. Và khi người ta ra hàng thì người ta vẫn có những cái giá rất là ưu ái cho những cái người tiếp tục đầu tư. Bởi vì thị trường ở đây là một trong những cái thị trường mà chúng ta vẫn còn thấy nó còn tiềm năng. Bởi vì khi ở đây, khi mà những các cái lô đất này mà chỉ cần nó có bìa đỏ thôi thì tất cả những cái lô đất ở đây nó sẽ rơi vào tiền tỷ ngay. Đây anh đổ lại. Đó, tôi xuống tôi chia sẻ cho quý vị. Đây, chia sẻ cho quý vị thì các cái lô đất là người ta đã xây bờ, xây be hết rồi. Nhìn lô nào nó rõ mồn một lô đấy rồi. Quý vị thấy không ạ? Ở đây làm nó rất là bài bản. Và cái nhà ấy kìa, thì cách đây coi như thế là mấy tháng tôi không qua đây nhưng mà đã xây xong một cái nhà rồi. Ở đây thì không cần bìa, người ta vẫn cứ được xây bình thường. Cho nên là quý vị nào có cái nhu cầu mua những cái lô đất ở đây, quý vị cũng có thể xây được ngay. Đấy. Hiện tại thì tất cả những cái lô đất ở đây người ta đóng cho các chủ đầu tư ấy là 95%. Bây giờ người ta chỉ có chờ bìa thôi. Và tất cả những người nào mà bây giờ muốn mua các cái lô đất này thì chúng ta cũng tiếp tục theo cái hợp đồng cũ và mua bán với cái chủ thứ hai, thứ ba này, cái chủ người ta gọi là buôn ấy. Đấy, thì là chúng ta phải gì ạ? Phải trả người ta những cái tiền, ví dụ như là tổng là bao nhiêu tiền đấy. Còn lại là cái hợp đồng cũ người ta sẽ chuyển nhượng sang, thì chúng ta phải sang đến cái văn phòng của Thiên Lộc để chúng ta làm hợp đồng. Người ta sẽ chuyển từ ông A sang B, thì cái phí chuyển từ ông A sang B nó cũng mất mấy triệu. Đó là cái giá trị mà tất cả các nhà đầu tư mua trước thì chuyển cho người mua sau, và mua sau chuyển tiếp cho người mua sau nữa. Đó là cái điều rất thực tế, đúng không ạ? Cái vỉa hè ở đây ấy, thì chia sẻ cho quý vị, từ vỉa hè cho đến cống hộp là nó sẽ rơi vào khoảng 3 mét. Đấy. Rồi thì cái con đường này này, lòng đường là 7,5 mét, cộng với lại 3 mét một bên, 6 mét là 13 mét cả vỉa hè, đúng không ạ? Và quý vị cũng có thể thấy được rằng là cái dự án khu công nghiệp, khu đô thị của Thiên Lộc ấy, khu 2 của nó là ở về bên kia, đối diện bên này là khu đô thị thứ hai. Đấy, dự án thứ hai của Thiên Lộc. Thế cho nên là cái vị trí mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là ở bên này nó cũng rất là đẹp, mà bên kia thì nó cũng có cái đẹp của nó, đúng không ạ? Ở đây thì cái làn 1, làn 2, làn 3 thì bên kia nó là làn 1, bên này là làn 2, bên ngoài kia là làn 3. Thế thì ở đây đang có cái làn 2 này. Đấy, làn 2 này thì bây giờ đang có cái lô đất người ta đang giao bán. Đấy, nó rơi vào 1 tỷ một lô. Đấy, 1 tỷ một lô, 100 mét, tức là nó vào 10 triệu một mét, đúng không ạ? Thế nên là quý vị nào có cái nhu cầu muốn đầu tư vào những cái lô đất ở đây thì quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp quý vị xem, đúng không ạ? Ở đây thì cũng có khá nhiều các nhà đầu tư người ta đang muốn ra hàng để tiếp tục cho các nhà đầu tư tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Nếu quý vị xem video nhớ like và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.